Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã đến với channel của chúng mình. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Thiệp McCallan. Mình là Giang Nghĩa Nguyễn. Thì ngày hôm nay mình có thách thức Giang Nghĩa Nguyễn một màn đấu súng. Ăn khẩu trang. Thì bên mình sẽ mình và Giang Nghĩa Nguyễn sẽ solo với nhau. Bên người nào thắng thì sẽ được nhận một hộp khẩu trang từ người thua đi mua. Ok. Thì trên thị trường hôm nay thì khẩu trang có vẻ là khá là khan hiếm, nên là cái phần thách thức này có vẻ là rất là khó, nên là không biết là kịch tính như thế nào, thì mời các bạn cùng theo dõi với chúng mình nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Thì hiện tại đây là kho súng của bên mình, vừa nhập từ bên bển về. Có rất loại nhiều súng ống, súng máy AK-47 cái thứ. Thì bây giờ thì để chọn súng thì bây giờ chúng mình sẽ chọn ra ai là người đầu tiên, thì bây giờ sẽ tạo bằng tù xì. Ok. Ok, thì bây giờ là nào, bắt đầu. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Để làm được rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi, thế này không được. Thôi, thế này, bây giờ nhá. Bây giờ bỏ búa đi thì chơi kéo lại giấy thôi. Kéo không giấy hả? Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, tôi thắng anh em ạ. Tôi thắng. Là sao thế chơi dễ gì không? Là sao cứ kéo cái giấy thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ là đầu tiên. Bây giờ mình sẽ chọn là một cái khẩu. Đây AK-47 à. Mạnh đấy, nhưng mà mình không thích những cái khẩu mạnh này. Cũng ok đấy, nhưng mà da cam không thích, mình rất thích cái da, rất ghét cái da cam này. Xanh đi, xanh lá cây đi. Ok, mình sẽ chọn cái ma này anh em ạ. Rất êm. Ok. Và bây giờ là sẽ là phần súng, chọn súng lục. Lục à. Anh em thích bảo là da cam thì da cam thì mình loại ngay rồi, tại vì mình rất ghét cái mà da cam này. Đây thì mình chơi quả đây đi, quả này đi. Không, quả này nó hợp vũ quá. Chơi quả này. Mình sẽ chơi quả này. Rất hợp. Ok, đây là súng của mình. Ok, bây giờ là phần chọn súng của Giang Nghĩa Nguyên. Sao nó không nói con này nhỉ? Chắc không ăn thua đâu, không bắt đi. Vâng, có vẻ như Giang Nghĩa Nguyễn sợ thua nên chọn súng rất là chắc anh em ạ. Gì đây? K47. Ok, vất luôn rồi. Lại là K47. Ôi, con này tôi ghét đấy. Da cam là không được. Tôi ghét da cam. Con vẹt bố này thích màu da cam chẳng hạn. Bán được đấy, khỏe. Lấy đi, không lấy. Ôi giời, không lấy anh em ạ. Đây rồi. Okay, cũng là xanh da trời nhưng mà lại có màu da cam nên là tôi ghét. Ok, kẹp lách rồi. Đi đi đi, đây là súng máy không nhá, đây là súng máy, không phải lục đâu. Ok, ba khẩu lục đấy. Ok. Đen là ok, Giang Nghĩa Nguyễn đã chọn đầy đủ súng của mình. Và bây giờ là ok, thì bây giờ mình và Giang Nghĩa Nguyễn đã chọn xong súng. Thì bây giờ là chúng mình sẽ tiếp tục vào cái phần chuẩn bị trang thiết bị để vào thi đấu. Ok. Thank you.
Vâng, thì bây giờ khâu chuẩn bị xong rồi chúng mình sẽ tiếp tục vào solo. Thì đây, màu xanh là đàn của Giang Nghĩa Nguyễn. Okay. Mình là màu đỏ. Ok, thì bây giờ là đây là bia của chúng mình. Đây là bia. Tấm bia này thì bây giờ là mỗi người sẽ có 10, một băng đạn sẽ có 10 viên đạn này. Thì bây giờ là sẽ bắn liên tục lên trên này. Khi nào một viên đạn nó dính cả 10 vào đây thì là người ấy thắng. Còn những người nào mà không dính được 10 đạn ở đây, đây thì nó rất dễ rơi, các bạn nhìn thấy. Nên là bắn vào đây 10 viên thì nó rất khó. Và kết thúc phần thi khi trên bia này có đạn của ai nhiều nhất thì người này thắng, còn đạn thì người đấy sẽ thua. Ok. Xong. Trước đi. Thì bây giờ là sẽ cái đỏ trước nha. Đỏ này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Như vậy là 7 cái rồi. Xanh thua. Xanh xem nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chết rồi. Giang Nghĩa Nguyễn đã thắng. Vâng, Giang Nghĩa Nguyễn 8 đạn rồi ạ. Vậy là tôi là người thua cuộc rồi. Bây giờ phải đi mua khẩu trang thôi. Ok ok, đi mua khẩu trang nào. Đặt rồi. Rất là mệt các bạn ạ. Vậy là mình thua cuộc mất rồi. Thì mình như đã hứa là đã mất một hộp khẩu trang ra Nghĩa Nguyễn. Và đây phần thưởng của Giang Nghĩa Nguyễn. Ok. Thì như các bạn đã biết thì hiện tại là dịch bây giờ là rất là căng thẳng. Thì tất cả mọi người nên hạn chế ra đường. Và thật sự là cần thiết thì mình mới đi ra ngoài thôi. Và đi ra đường thì các bạn nhớ cố gắng là bảo vệ mình. Đeo khẩu trang này. Đeo khẩu trang đúng cách. Diệt khuẩn tay chân. Tất cả mọi thứ nhé. Thì chúc các bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe, không bị nhiễm Covid. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn channel sau. Xin chào.